Xin chào các chú anh chị, các bạn quay trở lại kênh của Thành Lê USA nha Hôm nay chúng ta cùng nhau thời sự tiếp cuộc chiến của bên Ukraine Và trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái thông tin rất là hay luôn Đó là thông tin về Putin Putin làm có gì đâu mà hay, dĩ nhiên Putin không có gì hay hết Nhưng mà cái thông tin mình chia sẻ cho mọi người sẽ làm mọi người thấy được cái sự hay ở trong đó Đó là Putin đã bị uh, anh Hà, anh Hề uh, Zelensky làm cho tức mà coi như xịt khối luôn Xịt khối vậy nè, <laughs> ok, đó. <laughs> đó kể như là cô chú anh chị cũng đã biết là hiện giờ gấu nga nó xâm lược ukraine là 72 ngày rồi đúng không Thấy không thì cái chuyện này ai cũng biết rồi nhưng mà cái hay ho nằm ở chỗ là bữa nay tổng thống ukraine zelensky đó ông tuyên bố một cái câu mà putin không bao giờ mà đỡ được cũng không bao giờ ngờ tới được mà cũng không biết tính làm sao bây giờ hết đố mọi người biết zelensky tuyên bố cái câu gì cho putin kể như là tổng thống Ukraine bữa nay Zelensky ông tuyên bố á là ngoại trừ gấu nga nó rút về biên giới nước nó ra nếu không không đàm phán <laughs> mọi người thấy một cái câu nói nghe nó đơn giản lắm ok gấu nga chỉ cần nếu mà nó không chịu rút quân á, là không đàm phán nghe thì thấy đơn giản là nhưng mà nó đẩy vô tình vào cái thế mà ông không biết đường nào đâu mà ông đỡ luôn á tại vì sao cô chú anh chị cũng đã biết rồi gấu nga nó xong được ukraine á mà dĩ nhiên nó xâm lược thất bại nhưng mà cái mục đích ban đầu của gấu Nga xâm lược Ukraine là gì? Nó muốn chiếm Ukraine, nó muốn lật đổ chính quyền Ukraine, nó muốn chiếm lãnh thổ Ukraine, nó muốn xóa sổ Ukraine, nó muốn biến Ukraine thành nô tỳ nô lệ cho nó, để nó dễ bề sai khiến. Đúng không? Dĩ nhiên cái âm mưu nó thất bại nhưng mà cái mục đích của nó là ban đầu là như vậy đó. Và dĩ nhiên sau đó nó bị thua quá trời nặng rồi, thành ra là gì? Nó mới xây qua cái chiến dịch Donbass để nó dớt giác lại một chút, gọi là thể diện cũng như là thành tích chiến đấu xâm lược của nó cái mấu chốt hiện giờ là ngay cả cái dùng đông pass đi nữa nó cũng không có đánh đấm ra cái giống gì hết tại vì sao cái bản đồ có dùng đông Bắc đó từ ngày mà coi như cuối tháng 3 năm 2022 cho tới bây giờ là ngày 6 tháng 5 năm 2022 y chang với nhau chính xác nữa là gì hiện giờ quân Ukraine người ta đã đẩy xa lính gấu Nga lùi về biên giới của nó cỡ 40 cây số rồi ha cái đó là ở khu vực Kharkiv tức là thành phố ở phía đông của Ukraine cách biên giới Nga được cỡ 6 70 cây gì đó. Và hiện giờ quân đội của Ukraine đang phản công ở hai hướng ở bên Kharkiv với thành phố Izium. Tức là hai cái thành phố chủ chốt mở cái chiến dịch ở phía bắc của gấu Nga tại vì như cô chú anh chị đang biết rồi á cái kế hoạch mà muôn thở của gấu nga dùng đông bắc là gì nó muốn đánh tự trên cái hướng mà Israel với kho kiếp nó đánh xuống rồi với miền nam đánh lên đến bao giây lực lượng ukraine nó dùng đông bắc nè nó ha giống như cái cái hàm con con cá mập vậy đó hợp lợi là coi như là sẽ tiêu diệt lực lượng ukraine ở dùng đông bắc một cái kế hoạch mà coi như là anh vô tình mà hàng đêm anh mơ tưởng trong đầu là như thế đó cái mấu chốt hiện giờ là gì anh mơ hoài mà mơ không ra ok Tại vì hiện giờ như mình đã vừa chia sẻ đó Một tháng mấy qua Gấu Nga nó không có tiến quân gì được Ở bên cái vùng mà gọi là Đông Bắc hết Thấy không? Cái bản đồ chuyện cô chú chị tưởng chuyện xem Đánh chiến tranh Quân Nga nó là quân xâm lược Nó xâm lược nước Ukraine Vấn đề là một tháng qua nó không có di chuyển được luôn đó Không phải đi không di chuyển được Mà mỗi một ngày gấu Nga nó tổ chức 8-10 đợt tấn công Ở khắp cái tiền tiến dọc cái Từ Bắc chí Nam của cái vùng Đông Bắc hết và mỗi một ngày như vậy thì nó đều bị quân Ukraine chặn lại Và mỗi một ngày như vậy quân Ukraine tiêu diệt được Cỡ ít nhất là 150 mấy tên lính Nga ở bên cái khu vực đó Mỗi một ngày tiêu diệt 150 mấy tên lính Nga đúng không? 8-10 chiếc xe tăng Thêm mười mấy hai chục chiếc xe thiết giáp nữa Thành ra cứ cỡ 2-3 ngày là gấu Nga nó thiệt hại cỡ nguyên một cái tiểu đoàn tác chiến của nó ở bên cái hướng Đông Bắc tới đó. đó mà quanh năm suốt tháng từ hồi cuộc chiến tới bây giờ đó là cô chú anh chị thấy được cái sự mà trước tiên là mấy gấu nga nó đánh rất là dở luôn tại vì nó phải dở thì nó mới thiệt hại cái đó cái thứ hai nữa là diễn nhiên du khoan ta đánh quá hay bởi vì mới cho tôi gấu nga nó thiệt hại cái đó nhưng mà cái mấu chốt nằm ở chỗ đó đó thì á thành ra cái thế khó của putin hiện giờ á là cái ngày 9 tháng 5 sắp tới tức là cái ngày mà gấu Nga xưa nay nó dỗ ngực xưng tên là nó ăn mừng chiến thắng phát xít Đức mặc dù gấu Nga nó là phát xít nhưng mà cái năm nay nó mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng là tại vì sao cô chú anh chị cũng đã thấy được cái câu khẩu hiệu của Putin rồi ông ngồi cái tướng mà coi như khó ưa vậy nè ông nói là nghe là chính phủ Ukraine toàn là phát xít không à là, là tay sai của phương Tây tay sai của Mỹ bởi vì nga càng phải coi như là mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào ukraine để mà giúp uh, uh, bảo vệ người gốc nga ở ukraine đó diễn cái cớ vậy đó để bài trừ phát xít hả dĩ nhiên cái mấu chốt là gì mấy gốc nga nó phát xít mà nó đòi bài trừ khác phát xít à, okay, đó là cái điều mắc cười đầu tiên cái vấn đề thứ hai nữa là hiện giờ á gốc nga nó không có thắng được cái gì hết á thành ra tới cái ngày lễ ngày 9 tháng 5 sắp tới đây cái ngày mà nó ăn mừng phá xít đây vấn đề là nó không có chiến tích gì để nó ăn mừng hết á theo cô chú anh chị nghĩ xem có nga nó sẽ ăn mừng gì đây mình đang suy nghĩ giùm nó có nga hiện giờ nó không có gì để nó ăn mừng hết tại vì nó sẽ ăn mừng như thế nào đây <laughs> nó không hề có một cái chiến tích gì để nó ăn mừng hết đó phải chi mà nó thắng được ở đâu đó thì nó ăn mừng cũng còn có lý do để cho nó, nó không có chiến tích luôn thành ra mà bây giờ Sắp tới đây nè, ngày 9 tháng 5 á, là cái ngày mà bên phía Mỹ cái chọc tức mấy gấu Nga Tại vì bây giờ ai cũng biết gấu Nga là gấu giấy rồi, ok thằng không? Chọc tức gấu Nga Mỹ mà chọc tức gấu Nga là mọi người thấy cũng phong cách rất là mắc cười luôn Hiện giờ bên phía Nhà Trắng của ông Biden á Thông báo là vào ngày 9 tháng 5 sắp tới đây Là cái ngày mà ông Tổng thống uh, Mỹ tới là ông Biden Hiện giờ ông sẽ ký cái, cái uh, land uh, lease act, cái, đạo, cái dự lực land lease uh, nó thành một cái đà, cái lực luôn tại vì cái land uh, Lease list đó hôm bữa đã được thông qua quốc hội rồi thành ra bây giờ chỉ còn chờ ông tổng thống ông ký một cái nữa là, là, nó sẽ được hợp thức quá thành một cái lực thì khi đó chính phủ mỹ sẽ có thể ngang nhiên và thoải mái cho vũ khí và bán vũ khí và cho mượn vũ khí để mời phía ukraine trả góp cho tới khi nào mà ukraine toàn thắng thì thôi à, không. <laughs> cái và cái, cái 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 sự mắc cười cái sự mà mỹ chồng quê mấy gấu nga là gì là lựa đúng cái ngày 9 tháng 5 tức là cái ngày có thể gọi là đau buồn nhất của gấu nga trong năm 2022 này tại vì nó không có cái gì để mà nó ăn mừng hết nó vừa bị thua ở bên ukraine nó vừa bị thế giới bao dây cấm vận nó bị vừa bị cấm vận kinh tế quân đội nó thì coi như là à, lính chết vô số xe cộ bị bắn cháy mà không biết đường mà lựa luôn Đúng không thì coi như là mỹ sẽ chọc tức gấu nga vào cái ngày đó nhưng mà cái mấu chốt mà làm coi như là Putin tình mà gối bời như sợ tơ luôn á là bây giờ ok Zelensky ông đã tuyên bố như vậy rồi mọi người nghĩ xem Putin tình sẽ tính như thế nào đây Vô tình dĩ nhiên là không chịu rút quân rồi đó Tại rút quân thì coi như là quá mắc mặt, mặt rồi Bây giờ là sẽ ăn nói với các đàn em như thế nào đây Cô chú anh chị nghĩ xem nước Ukraine là một nước nhỏ hơn gấu Nga nè ha dân ít hơn gấu Nga nè ha quân đội nhỏ hơn gấu Nga nè ha chi tiêu quân đội cũng nhỏ hơn gấu Nga nè ha chi tiêu quân đội của Ukraine một năm á chỉ có khoảng 1 tỷ đô thôi cô <laughs> chú anh chị tưởng tượng xem nó rất là nhỏ bé luôn cái chi tiêu quốc phòng của Nga là đã là nhỏ bé so với tiêu chuẩn của phương Tây rồi mà coi như là quân đội của nga là quân đội của ukraine là chi tiêu là thuộc vàng về mà coi như là mini luôn á siêu nhỏ luôn. <laughs> một năm một tỷ đô rất là nhỏ luôn mà gấu nga nó còn không thắng được nữa thì tức là cái quân đội mà trà bá của gấu nga chẳng những là con gấu giấy mà nó không có tác dụng nó con gấu giấy này coi như là hàng dễ vỡ đó đụng tới là vỡ tại vì xe tăng thì vô bao nhiêu bị bắn cháy bao nhiêu lính vô bao nhiêu bắn chết bao nhiêu bởi vì coi tàu tàu Nga thì vô biển ukraine bao nhiêu thì bị bắn chìm hết bao nhiêu rồi ra gấu cột là gấu nga nó sẽ đánh như thế nào đây rồi làm sao mà nó bưu tình sẽ ăn nói với các nước đàn em của gấu nga đó là những cái nước nghèo trên thế giới làm sao để mà trả lời nó nếu mà gấu nga rút quân đây tại vì bây giờ không thắng được ukraine mà rút quân vậy chẳng khác nào là thừa nhận là gấu nga đã bị thất bại nghiêm trọng đúng không mà nếu mà đàm phán thì cũng không đàm phán được tại bây giờ là coi như là không gấu nga nó đã hết mong cái cơ hội mà ukraine đàm phán với nó rồi tại ukraine người ta đang ở cái cửa thắng mà đây là cửa thắng thì làm gì có chuyện đàm phán theo cái ý của gấu nga được đúng không phải chi mà gấu nga nó thắng đi nó thắng đi tự nhiên sẽ theo ý nó vấn đề nó không thắng nhưng mà nó lại muốn ukraine theo ý nó mọi người thấy wow, cái loài gấu này nó nghe nó suy nghĩ phức tạp vô cùng luôn nó bị thua nhưng mà nó lại muốn uh, phía Ukraine phải chịu ý nó mọi người thấy nó ngực ngạo không dĩ nhiên Ukraine người ta cũng thấy được có Nga nó bị thua thành ra người ta không có đồng ý với cái điều kiện gì của nó đưa ra đó nó có giỏi nó đánh tiếp đi ok <laughs> đại khái là theo ý ông tổng thống Zelensky của Ukraine là uh, con Nga nó có giỏi nó đánh tiếp đi không, nếu không là coi như Ukraine sẽ đánh nó giờ coi như chạy về nước đó thành ra là cái thế khó của Putin tình bây giờ rút quân á, thì nó quá trời mắc mặt đi còn đánh tiếp á, thì coi như là không có thắng được đó mà càng đánh á, thì càng bị thua hại nặng bây giờ, giờ sắp tới đây nó là sắp tới đây vào ngày 9 tháng 5 nè là hiện giờ á, có thông tin á, là coi như bên phía nga đã bắt đầu liên lạc với lực lượng dự bị rồi thì cô chú anh chị con đã biết là trong quân đội thì người ta có cái lực lượng chính quy riêng tức là lực lượng thường trực chính quy là cái đơn số lính đó là coi như lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu hết và cái uh, lúc còn cái lực lượng dự bị á, là thường mà, uh, mấy nước mà lớn như nga là cỡ một hai triệu quân dự bị và coi như là cũng đã được thông báo, thế không? dĩ nhiên nghe nói là một hai triệu quân là thấy dữ, trời một hai triệu quân sao du đánh lại? <laughs> chiến tranh hiện đại nó không phải nằm ở chỗ con số, chiến tranh hiện đại nằm ở chỗ vũ khí một hai triệu quân đó trước tiên là không có chuyện mà một hai triệu quân nga sẽ được đưa vào ukraine tại vì sao cô chú anh chị hãy nghĩ xem một hai triệu quân đó mà đồ ăn thôi cho dù mỗi một ngày mà gấu nga nó ăn hối lộ nó ăn tham nhũng khẩu phần ăn của lính nga thôi nó chỉ cho lính nga một ngày ăn hai cử thôi Tại vì ba cử nó ăn hối lộ cữ cử nó cho ăn hai cử thì cô chú anh chị nghĩ xem một hai triệu quân đó một ngày nó phải tốn bao nhiêu cái lượng thức ăn rồi cái hậu cần của cái gấu ngang nó tàu lao như vậy đó Thì làm sao mà nó nuôi nổi lính đó, cái kiểu đó Coi chưa kể là coi như mà bao nhiêu quân là vũ khí đâu ra trong cái đó Gấu ngang nó bị thiếu linh kiện nó đâu có sản xuất được Nó không thể nào mà sản xuất cái các bù lại cái số lượng xe tăng thiết giáp mà nó bị bắn cháy hết đó Nó không thể nào làm được cái chuyện đó Và còn cái kho vũ khí mà từ thời Liên bang viết để lại cho nó đó nghe nếu mà cái chiếc nào mà nó có thể môi ra mà chạy được á, là coi như là hên lắm rồi đó ok anh rồi chưa kể nó là rồi súng ống rồi đạn dược rồi hậu cần đó nói chung là nó không thể nào mà nó điều động cái kiểu đó được nó chỉ cao lắm á nó chỉ có thể điều động được thêm là gì dài chục cái tiểu đoàn nữa qua bên ukraine mà thôi rồi chưa cái vấn đề nó là gì cũng là cái vấn đề hậu cần nó làm sao mà nó nuôi được dài chục cái tiểu đoàn nó mỗi một ngày ăn mấy ngàn tấn lương thực sẽ tiêu hao một ngày mấy ngàn tấn uh, nhiên liệu rồi bao nhiêu là triệu viên đạn một ngày ở đâu ra mà nó, <laughs> nó có thể cung cấp cái kiểu đó nếu mà gấu nga mà nó lo được cái chuyện hậu cần đó là nó lo được từ lâu rồi đâu cần phải chờ tới bây giờ ấy <laughs> thành nga cô chú chị thấy cái cái ngày 9 tháng 5 sắp tới là nó vui lắm ok nó, nó rất là vui luôn tại vì nó là cái ngày vô cùng đau đớn đối với mấy ngô nga tại vì ngày mà có nga nó bị thất bại mà coi như là ở trên tất cả các phương diện luôn từ ngoại giao cho đến chính trị cho tới kinh tế cho tới quân sự cho tới cái giống gì nó cũng bị thua vào cái ngày đó hết thôi video đó giờ xin chào tạm biệt mọi người nha bye bye